Xin chào các bạn, mình là Tuấn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn mẫu giày mới bên mình, mẫu giày G282. Và cái sản phẩm đặc biệt, bên mình sẽ đi vào phần chi tiết để tìm hiểu hơn về sản phẩm này ha. Và đây là phần thân được làm từ da tổng hợp với những đường may tạo nên họa tiết ở đây. Đây. Và đây là mặt trước kèm dây và những hộp nút. Đây. Phía bên đây thì có thêm một cái đường sọc trắng đen ở đây. Rất là đẹp và thời trang. Và đây là size sản phẩm, giúp chúng ta nhận biết được size của sản phẩm. Đây là phần đế được làm từ cao su 100% với những phần vuông chống trơn trượt, đảm bảo khi di chuyển trời mưa cũng không bị trơn trượt ha. Và đây là miếng lót được làm từ lót khử mùi, đảm bảo khi di chuyển nhiều hoặc ra mồ hôi chân cũng sẽ không có bị hôi chân ha. Và đây là sơ bộ về sản phẩm này. Và bây giờ mình sẽ test thử cái độ bền của sản phẩm cho các bạn xem bằng cách là mình sẽ vặn sẵn. Để rồi vặn sẵn đó. Và như các bạn đã thấy, sau khi mình bẻ vặn sẵn sản phẩm thì sản phẩm nhanh chóng lấy lại form và không hề có dấu hiệu xây xét hay là bị gấp bẻ gì cả. Đây, các bạn có thể ứng mua sản phẩm này trên dây của mình và hãy nhớ mua đơn hàng trên 149.000 để được miễn phí vận chuyển nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.